Đoạn dưới nói Thủ trung thường xuất Vô tận chi bảo trang nghiêm chi cụ Nhất thiết sở tu Tối thượng chi vật Lợi lạc hữu tình Đoạn kinh Hổ xuất chư bảo này Vô tận không phải là một loại Mà rất nhiều Trong chú dạy nói Trong tay hiện ra nhiều bảo vật Như Duy Ma Kinh Trung Chi Bảo Thủ giữ Diệu Bích Nhị Bồ Tát Trong kinh Duy Ma Cật nói: Thực ra Bảo thủ và Diệu Bích tất cả Như Lai đều đầy đủ. Tất cả pháp thân Bồ Tát cũng đầy đủ. La Thập Đại Sư gì Bảo Thủ Giả Thủ Trung Năng Xuất Vô Lượng Trân Bảo Giả Hữu Dân vị Bố Thí Cô Thủ Xuất Vô Tận Bảo Vật Như Ngũ Hà Lưu Cố Danh Diệu Bích Trong đây có một câu Chúng ta phải đặc biệt chú ý là Dĩ thí báo cổ Thí là nhân Báo là quả Bồ Tát ở nơi nhân địa Tu bố thí ba la mật Nên được quả báo Thù thắng trang nghiêm như vậy. Ở đây chúng ta có thể thấy công đức thù thắng. Yên khổ. Của nhân quả báo ứng Bồ Tát tu bố thí Mục đích là Đoạn phiền não Đoạn tham sân si mạng nghi Bộ thị chính là xả bỏ Chính là buông bỏ Mục đích là như vậy Đức Phật dạy người thế gian Mới học bổ thị Học bố thí nếu không có quả báo Họ sẽ không chịu làm Nên Bồ Tát dạy họ Đều là dùng lời chân thật Đức Phật chắc chắn không dòng ngữ Ngài dạy chúng ta tu bố thí Sẽ được giàu có sung túc Nhất định phải biết Tài chính là quả Có quả tức có nhân nhân là gì nhân là tu tài bố thí càng bố thí càng nhiều càng nhiều thì càng phải bố thí nhất định không nên tham tài bồ tát tu tài bố thí là đem tài đó Ý niệm tham tài đó Buông bỏ Đối với tài vật Không có một chút tham luyến nào Không có ý niệm tham này Đây gọi là viên mạng bộ thị ba la mật Chỉ cần còn có tham tâm Là vẫn chưa viên mạng Điều này chúng ta cần phải nỗ lực học tập Khi nào đoạn tận tham tâm thì tài bố thí được viên mạng Lúc nào đem pháp bố thí Pháp cũng tham Người học Phật không tham tài Nhưng tham pháp Như vậy là sai Vì tham tâm vẫn chưa đoạn Khi nào ý niệm về tham pháp Cũng không còn Thì pháp bố thí mới viên mạng Vô ý bố thí được mạnh khỏe trường thọ Còn ý niệm tham luyến trường thọ thì chưa viên mãn Nhất định phải đoạn tận ý niệm muốn trường thọ mạnh khỏe đó Như thế thì ba loại bố thí đều viên mãn Ba loại bố thí đã viên mãn thì trong tay tự nhiên thường hiện ra thường là không có gián đoạn giống như biến pháp thuật vậy mỗi thứ gì đều có sẵn trong tay tự tại biết bao chúng sanh thiếu gì thì trong tay tự nhiên hiện ra những bảo vật đó để giúp đỡ họ họ muốn những thứ gì trong tay liền xuất hiện từ đó vô tận vật bão như năm dòng nước năm dòng sông là của ấn độ dòng sông của trung quốc như trường giang hoàng hà Châu Giang Đây là ba dòng sông lớn Còn Ấn Độ có năm dòng sông lớn Nước trên sông tự nhiên chảy ra biển cả Dùng để ví dụ Trên tay hiện ra Vô tận bảo tàng Giống như nguồn nước trong dòng sông lớn Không ngừng chảy vào biển cả Lấy điều này làm ví dụ Nên thủ bích này Gọi là diệu bích Thủ gọi là bảo thủ Đây toàn là Quả do tu nhân mà có Không tu nhân thì không được Bồ Tát ở nơi nhân địa Đời đời kiếp kiếp Đều tu nhân Đến khi Ngài chứng quả Thì quả báo này liền hiện tiền Vô tận báo vật này từ đâu mà có Chắc chắn phải có nguồn gốc Tôi nghĩ các bạn đồng học đều biết Nó từ trong tự tánh hiện ra Ngài Huệ Năng nói rất hay Đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ vốn tự nó đã đầy đủ đầy đủ vô lượng diệu bảo đến khi khởi tác dụng nó sẽ hiện tiền lấy không bao giờ dùng không bao giờ tận điều này nếu dùng khoa học để giải thích cũng có thể nói được mọi người càng dễ hiểu Các nhà khoa học nói okay. Vật chất từ đâu mà có Từ năng lượng biến hiện ra Nên vật chất và năng lượng Có thể nương nhau mà chuyển biến Bộ nguyên tử cũng từ nguyên lý này phát minh ra Đem vật chất giải phóng thành năng lượng họ dùng ánh sáng và nhiệt để quá dạy nó nếu có năng lượng đem năng lượng chuyển biến thành vật chất như vậy không phải đã biến thành dự báo rồi sao năng lượng lấy không cùng mà dùng cũng vô tận muốn điều gì sẽ biến thành cái đó muốn giang rong thì biến thành giang rong muốn bạch ngân thì biến thành bạch ngân muốn trân châu thì biến trân châu tùy ý muốn biến gì thì biến ra cái đó năng lượng và vật chất nương nhau mà chuyển biến. Pháp tướng Bồ Tát làm được tất cả. Điều này trong vật lý có thể nói thông suốt, không phải không thông suốt. Đây là cảnh giới thật không thể nghĩ bàn.